Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo nắng nóng đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung du, Đồng bằng và Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt gió nhẹ. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay trời nhiều mây, nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 35 đến 37 độ, đêm có lúc có mưa rào và dông một vài nơi. Ở khu vực Trung Bộ, trong ngày hôm nay ngày 19 tháng 6, tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đến ngày 20 tháng 6, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình Trung Bộ, vùng núi Trung du Bắc Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài cho tới ngày 22 tháng 6. Ở khu vực Bắc Trung Bộ vẫn kéo dài sau ngày 23 tháng 6. Tại khu vực Tây Nguyên, trời hôm nay nắng nóng, có nhiều mây, nhiệt độ trung bình từ 31 đến 34 độ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khác thuộc Nam Bộ trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình từ 32 đến 35 độ. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mây, trời nắng. Riêng Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng Hòa Bình là từ 36 đến 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Trung du và Đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng vùng Đồng bằng và Trung du 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2m. Khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, sóng cao từ 1 đến 2m. Khu vực Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2m. Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Khu
Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, sau trận mưa lớn kèm dông lốc, vừa qua Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đã báo cáo. Tình hình ảnh hưởng thiệt hại do mưa dông gây ra vừa qua kèm theo dông lốc đã quét qua địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gây thiệt hại về người và tài sản. Theo đó, thiên tai đã làm một người bị thương nhẹ, 4 căn nhà và phòng trọ bị hư hỏng 500m2, hoa màu bị ngập, nhiều cây xanh gãy đổ và tường rào cổng bị sập. Ước tính thiệt hại của Thuận An vào khoảng 180 triệu đồng. Trước đó, mưa lớn kèm theo dông lốc vào chiều ngày 14 tháng 6 cũng đã gây thiệt hại nặng nề tại thành phố Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một. Cụ thể, tại thành phố Tân Uyên có một người chết do nước cuốn trôi, 2 căn nhà, 1 chợ tạm bị sập, 91 ha lúa và hoa màu bị ngập, 4 cây xanh bị đổ và bị gãy, đổ một đường dây điện bị đứt. Tại thành phố Thủ Dầu Một, 3 phòng trọ bị tốc mái, 10 cây xanh đô thị bị gãy đổ và một số tuyến đường bị ngập, ảnh hưởng đến giao thông. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu và thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân thiệt hại. Các địa phương cũng đang tiếp tục rà soát, xác minh, đánh giá thiệt hại để thực hiện hỗ trợ người dân thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Để hạn chế thiệt hại do mưa lốc gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đề nghị các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về phòng chống thiên tai. Các địa phương cũng cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo về mưa lớn, dông lốc, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Thưa quý vị, mới đây Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo về trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất có độ lớn 2,5 độ Richter, tuy nhiên cấp độ của trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Lúc 6 giờ 53 phút 13 giây hôm ngày 18 tháng 6, một trận động đất có độ lớn 2,5 độ xảy ra tại vị trí tọa độ 15,27 độ Vĩ Bắc, 108,19 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 88,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Đáng lưu ý, chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn này đã tiếp tục xảy ra những vụ động đất khác nhau.